là nhân diện ma chú, ác mộng của những hồn thú nhỏ, ăn sinh mệnh. Kẻ mà tất cả hồn thú căm hận, sát nhân hàng loạt gian ác và đáng sợ, đáng chết. Lại nhắn ngay lúc này cũng phải nhân diện ma chú. Sư phụ từng nói, nhân diện ma chú không những thân người kiên cố, tốc độ cực nhanh, mà các chân dài còn mang cực độc thẩm thấu rất nhanh. Đáng sợ là nó có thể trực tiếp phun ra mạng nhện. Độc tố trên đó có thể giết đa số của chúng trong chớp mắt. Con này có vẻ ít nhất tu vi đã hơn ngàn năm. Nhân diện ma chú là một trong số mục tiêu trong hồn hoàn thứ ba của con, nhưng cũng là thứ khó có được nhất, dù sao cũng không thể cưỡng cầu. Kỳ lạ, đội con đầu tiên của nhân diện ma chú khi nhìn thấy con mồi đây là phun mạng nhện. Một ngày có thể là ba lần. Tên này lại chỉ dựa vào chân dài để tấn công, lẽ nào đã dùng hết số lần rồi? Nhất định không được đánh thắng một nhân diện ma chú ở trạng thái nguyên vẹn. Nhưng nó đã từng bị thương, chỉ cần hấp thụ hồn hoàn của nó, sức khỏe sẽ lập tức hồi phục. Tiểu Vũ vẫn đang chờ mình. Làm ngân thảo, triển nhiễu. Chính là bây giờ. Làm ngân thảo không thể cầm chân nó quá lâu, còn phải nghĩ cách xử lý nhanh gọn. Có thể hiệu quả tê liệt kèm theo của Lam Ngân Thảo hoàn toàn không tác dụng với nó. Bản thân nó đã là vật mang kịch độc. Nhưng mà độc tính rất mạnh, Lam Ngân Thảo đang bị ăn mòn. Cứ tiếp tục thế này thì chẳng chịu được mấy nữa. Không hay rồi. Nhanh quá. Lẽ nào quả nhân địa biểu ở đó? Vĩnh biệt. Này là xem ra đã không sao rồi. Giọng nói này mình trở về rồi. Đường Tam, hỗn xược, thấy trưởng môn mà giáp vô lễ như vậy, xin trưởng môn thứ tội. Đường Tam, nhị đệ, lẽ nào đệ quên rồi? Ta từng nói, chỉ cần hắn có thể sống sót trở về, thì chính là người duy nhất kế nhiệm vị trí trưởng môn của ta.
Huống hồ, đường tam bây giờ thân mang trọng thương, khó khăn lắm mới cứu về được. Lẽ nào còn bắt tội nó phải theo mấy nghi lễ dườm già của ngươi sao? Chuyện này... Đại ca nói đúng. Trưởng môn, con... Quỷ kiếm sầu địa thế núi nguy hiểm. Cũng may, người cát nhân thiên tướng, trong người còn có huyền thiên công trợ giúp, mới có thể giữ được tính mạng. Đúng là trời phù hộ đường môn. Sao vậy? Cảm thấy chỗ nào không khỏe sao? Hình như có việc gì đó rất quan trọng, đệ tử cần đi làm. Chỉ là đệ tử nhất thời không nhớ ra được. Vậy đừng nghĩ nhiều nữa. Ngươi cứ tĩnh dưỡng ở đường môn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi. Ta đã không kịp thời phát hiện ra tài năng của ngươi để ngươi gặp phải kiếp nạn như vậy. Đúng thật là nghiệp chướng. Đường Tam không dám nhận. Đường Tam chỉ nguyện sinh là người đường môn, chết cũng là ma đường môn. Đúng vậy, nhớ kỹ lời người nói. Hãy nghỉ ngơi cho tốt. Trong môn phái còn nhiều việc. Ta và nhị trưởng lão đi trước đây. Vâng. Bọn họ là ai? Bộ phim Đấu La Đại Lục do TV2.ADG thực hiện thuyết mình. Chào Tam sư huynh. Không dám, không dám. Ngươi là đệ tử nội môn ta. Tam sư huynh chê cười rồi. Từ khi huynh được cứu về, đại trưởng lão đã bãi bỏ phân biệt nội môn ngoại môn rồi. Sau này luận vai vế chỉ dựa vào nhập môn trước hay sau. Vậy sao? Nhưng thế chẳng phải là phá nội quy sao? Tam sư huynh chê cười rồi. Ngươi không cần mỗi câu đều gọi ta là Tam sư huynh đâu, nghe ngượng lắm. Chi bằng gọi ta là Tam ca đi. Tam sư huynh, huynh sao vậy? Ta... Ca ca... Ta nhớ ra rồi. Huynh nhớ ra gì? Tiểu... Tiểu Vũ... Đại sư... Với cả... Đây không phải là đường môn. Ta phải trở về. Đường Tam, ngươi định làm gì? Trưởng môn Đường Tam, mặc kệ trước đây đường môn đã làm gì có lỗi với ngươi, ta quyết định sẽ bù đắp cho ngươi rồi. Lẽ nào ngươi vẫn không buông xuống được những ân oán cũ sao? Đúng, ta không buông xuống được. Thế nên ta mới gặp lại các ngươi, nhìn thấy đường môn, sẽ lại bắt đầu đứng dậy từ đây. Người đang nói gì vậy? Ta vẫn luôn đặt nặng quá khứ. Ta sống ở đây 20 năm. Từng cành cây ngọn cỏ nơi đây đều in sâu trong tâm trí ta. Muốn quên đi thật sự rất khó. Nhưng bây giờ ta buộc phải buông xuống. Ta đã không còn thuộc về thế giới này nữa rồi. Có một nơi khác vẫn còn người chờ ta đến cứu. Tiểu Vũ, ta đến đây. Thế mà lại có cả độc tố thần kinh khiến mình hôn mê. Phát động nội lực huyền thiên công. Quả nhiên, nhân diện ma chu vô cùng chú ý đến con mắt dưới bụng. Nhưng với tính cảnh giác của nhân diện ma chu, ám khí rất khó gây tổn thương. Đội băng cả ngã phải không?
Tuy rằng mình không có hồn hoàn của thiết thị huynh đệ ngày hôm đó, nhưng còn có ám khí. Có lẽ mặc dù hồn thú thứ hai không có kỹ năng kèm theo, nhưng trọng lượng sẽ không ngừng tăng theo sự thăng cấp của vũ hồn. Cơ hội chỉ có một lần. Chính là lúc này. Người quả nhiên đã tính sai rồi. Thực lực của ta tuy yếu, nhưng nếu dồn hết toàn bộ hồn lực vào chiếc chùy nhỏ này, nào chỉ có 5.000 cân, cũng đủ để đập nát chỗ hiểm giới bộ mà ngươi để lộ. Cần thêm ám khí, đủ lấy đi tính mạng của ngươi. Quá trình hấp thụ hồn hoàng của nhân diện Ma Chu vô cùng nguy hiểm. Phải nhanh chóng ép độc ra ngoài mới được. Của ta. Kẻ nào dám? Là kẻ nào giết? Không trường hợp vậy chứ. Là ta giết. Ôi, lại là ngươi. Ngươi chính là Đường Tam. Ngươi có biết nhân diện Ma Chu còn quý hiếm hơn Phượng Vĩ Kê Quang Xà hàng trăm lần không? Để giết con Ma Chu này, bọn ta đã đuổi theo nó cả ngày hôm nay rồi. Nếu không phải tại cái đống mạng nhện đáng ghét, nó đã sớm thành hồn hoàn của y nhân chúng ta rồi. Những điều ngài nói ta đều biết, nhưng ta cũng phải tự bảo vệ mình. Còn nhân diện Ma Chu này đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, lẽ nào ta nên mặc kệ nó muốn làm gì thì làm sao? Ý ngươi là một mình ngươi giết chết con nhân diện Ma Chu này? Đa tạ tiền bối, trước đấy đã khiến nó dùng hết 3 lần phun mạng nhện. Ông nội, ngươi phải làm chủ cho con. Mạnh thuộc ta xông pha trong giới hồn sư nhiều năm, cũng không phải là một kẻ không nói đạo lý. Đối mặt với nhân diện Ma Chu này, ai cũng cần phải tự vệ. Vì thế, người giết nó cũng coi như là hợp tình hợp lý. Nhưng người liên tục 2 lần phá hoại việc lấy hồn hoàn của cháu gái ta, không thể cứ thế mà bỏ qua được. Đường Tam, ta cho người 2 lựa chọn. Thank you.
Gia Cát Thần nói tôi không thể làm phụ thân hai người bị thương được, nhưng chưa chắc Mạnh Y Nhiên có thể chống đỡ được nếu ép người quá đáng. Vậy thì đừng trách ta đem cháu gái hai người ra chịu tội thay. Như sư rảnh vô rùa.